Xin chào mọi người buổi sáng. Xin chào các cô chú, các anh chị. Chúc các cô chú, các anh chị buổi sáng vui vẻ. Hôm nay nó chưa dậy nữa mọi người. Dậy không? Điện thoại của Na đâu? Ủa Na làm gì có điện thoại? Đi nè. Nè. Nè gì? Cái này. Trời ơi. Đó là cái gì? Điện thoại. Điện thoại của ai? Điện thoại của Na. Su cho nó điện thoại của nó hả? Nó tự đi lục lọi biết không? Lục lọi dữ lắm luôn á, giấu cất trong kẹt luôn mà cũng kiếm ra, xong rồi điện thoại của Na nữa chứ. Đi đi tao đi đi vệ sinh nè. Đi lên. Rồi mắc cái giống gì cái áo của cái con sâu rồi cũng cái áo như vậy đi. Hả? Để đây đi. Trời. Đi đấy. Cái miệng thối quá trời thối rồi. Giờ mẹ sẽ buộc tóc cho bạn như thế này. Cứ con cổng em đóng không? Cổng à con rồi con này không thấp chưa chào hết câu là buồn ngủ. Ôi mẹ chơi vô sân ra sân mà mẹ chơi vô sân gì đó nhỏ quá à. Cô giáo nó có người liên lạc mà sao thấy có ai liên lạc đâu. Đó. Chào mọi người buổi sáng, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Giờ thì đi ăn sáng đây. Đi, bye bye. Bye bye nè. Bye bye nè. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Na ăn no chưa? Ăn no chưa? Na ăn no rồi. Na ăn hết tô phở luôn. Lên lên lầu 3 chắc Na nó hao chắc nửa tô quá. Na, cắt sập. Dạ chứ con. Dạ chứ con. Nói theo không à? Cắt sập cho con à? Đưa tiền cho Su đi vô trả tiền. À, ăn bún bún gì? Bún thịt nướng.
Chào mọi người buổi sáng. Giờ thì em mua đồ ăn sáng về em ăn mọi người. Em ăn bún thịt nướng. Sao ăn thêm bún thịt nướng không? Ăn hết luôn hả? Ngon. Bún này bún nhỏ ăn gì để ăn ra ngon. Nè, để chưa? Thật không? Nước mắm nữa kìa, nước mắm ngon. Ai? Miếng không? Mẹ xu sẽ rửa chén rồi bọn họ xu sẽ đi đổ rác. Dạ. Lên mở cửa mẹ đi lấy đồ nha. Dạ. Hôm qua con Na nó ăn cái xúc xích, nó bỏ vỏ xúc xích ở trong cái tủ đồ luôn. À, lúc đó lúc đó thấy nó ăn xúc xích, xu thay đồ cho nó xong rồi rửa tay rửa vỏ thấy nó còn ngậm xúc xích thôi không nói nữa. Xong rồi lấy bình sữa rồi vô phòng với nó luôn. Thấy nó đi ra tưởng chụp xúc xích đi chứ. Đó, chị nó bỏ cái giỏ xúc xích trong cái đồ á, chờ kiếm không à. Hết chuyện cái ăn cái lấy xúc xích cái dục cái vỏ xúc xích vô trong cái tủ á, cái là kiến không à, rồi lấy cái chai xịt kiến xịt xong rồi gom hết đồ đi, hết đồ trong cái ngăn tủ đi, đi xuống dưới giặt. À kiến này xịt chết quá trời luôn. Su đã nấu mì xong rồi. Mì này có sốt, mì này là có sốt cà chua nè, sốt thịt bằm cà chua với lại một ít với lại một gói phô mai nữa. Mời các cô chú các anh chị cùng thưởng thức mì với Su nha. Sơ màu số 9 nó hỏi chị Nhung được không? Không. Ăn cơm chưa chút? Ừ. Chút sáu hết rồi.
Nè tao thấy mày sơn, mày vẽ là tao thấy ok đó. Tao yên tâm rồi đó. Để có mà mày cắt da chưa có. Tao chưa có hài, chưa có ưng lắm đâu. Mày phải cần luyện cắt da nhiều hơn, lấy khóe nhiều. Em cắt em cảm giác cho nó sạch, thiệt là sạch đó. Em thấy sơn thấy nó mượt không? Nó mượt chứ lại tròn khóe được nữa. Còn em cắt mà nó chưa sạch đó, cái là em sơn nó cứ sừng. Từ từ em cảm nhận được rồi, đầu em mới lít mũi kìm. Làm gì vậy? Sao chú lạnh? Xiên quá ha. Giờ này lao tủ lạnh. Không biết coi. Chú qua dẹp đồ làm móng đi. Chạy chiếc xe đó vô. Để ngồi quên hết. Để mạnh mạnh lên, tóc chị đó nhiều lắm. Để sâu tay vô. Chào cô. Chào cô. Con về. Chào cô. Con về. Con về. Con chào mẹ. Chào mẹ. Chào chị. Chào chị. Con chào em, chào chị. Em con chào chị. Na lại đi. Na lại. Na na viết chữ nào cô chú đâu rồi? Nè. Đâu? Dữ hả? À, nhiều dữ hả? À. Ôi ơi, hôm nay nay viết chữ nào? Hôm nay viết chữ nè. Nhìn nó cứ sao sao á. Nhưng mà có cái này được nè. Cái này được hả? Còn không ăn kẹo không được. Có ăn kẹo không? Có.
có ăn kẹo. Ủa sao nãy nói giờ mới không ăn kẹo mà? Na không ăn kẹo đúng không? Không ăn kẹo trước mà. Na mua kẹo cho Su thôi, không có cho Na nha. Nha. Đội nón bảo hiểm đàng hoàng. Nhỏ chuyên gia đội ngược. Dạ cô chú ơi. Dạ cô chú cho. Cơm không? Nó có ăn cơm. À, nó có ăn cơm đúng không? Chiều nay dậy nó có chuyện bài không? Chuyện bài. Có không? Có. Có hay không? Có hay không? Có hay không? Có hay không? Không hả? Không viết bài không? Không viết bài. Không viết bài đi xuống. Không. Dạ có viết bài không? Dạ có viết bài. Không viết bài đúng không? Không. Viết bài hay là không? Viết bài hay không viết bài? Không viết bài đi số. Không. Thế sao? Có viết bài không? Có viết bài. Chỉ có viết bài hay không viết bài? Không viết bài. Xuống luôn. Thế sao? Giờ nay muốn viết bài hay nay không muốn viết bài? Viết bài. Muốn hay không? Muốn không? Na muốn viết bài hay Na không muốn viết bài? Muốn viết bài. Na không viết bài chứ đúng không? Na không viết bài đúng không? Đúng. Thế sao? Na viết bài hay Na không viết bài? Không viết bài. Xuống luôn. Thế sao? Na viết bài hay Na không viết bài? Ôi cô bài này phải lại bài đây nè. Na nào dãy đập xong giờ gớt đi dép luôn. Bà tính làm sao? Ăn rồi báo hại. Rồi bà vô cái chân lên coi. Na vô chân lên. Rồi chắc ăn nha. Hồi đi mà còn gớt nữa là thôi luôn đó. Na không giúp bài. Na. Hả? Na giúp bài hay Na không giúp bài? Không giúp bài. Xuống. Không. Giúp bài không? Giúp bài. Na thích giúp bài hay Na không thích giúp bài? Na không viết bài. Na có viết bài hay là Na có muốn viết bài không? Muốn viết bài. À, Na muốn viết bài được. Cơm sườn nha. Ăn cơm sườn nha Na. Ăn cơm sườn nè. Cơm sườn không? Na ăn cơm sườn. Còn tắm sườn. Làm gì? Mua chai xăng dầu. À. Giá 50k. Ừ. Chứ mày nghe hả gì? Nóng dữ vậy. Mọi người cùng ăn cơm nha, đó là cơm của Na, còn này là cơm của em. Còn đây là cơm của Su. Cơm của Su nha. Mời cô chú các anh chị ăn cơm xong. Mời các cô chú các anh chị cùng ăn cơm nha. Còn Na thì chị Trúc đang gội đầu nha mọi người. Em đói bụng quá em quất miếng à. Chú ơi. Chào cô chú các anh chị. Rồi mọi người. Chào mọi người. Cùng. Cùng. Cùng gì? Cùng. Cùng ăn gì? Cùng ăn. Ăn gì đây? Ừ. Cơm đó không thấy luôn á. Từ đầu xong. Ừ. Nước canh cũng ngon nè, thử miếng ăn. Ngon không? Ngon.
Ăn hết rồi chưa? Cơm đây, cơm cà chua, thịt nè. Ăn chung với cà chua vậy mà ngon. Ngon quá. Sợ chú Đức à. Ê cha, quay nữa thế giới bay lên nha. Mày đứng lên đây. Mày đứng lên đây rồi thằng Đức nó sẽ đưa tay phía sau. Quay nửa thế giới bay lên ở phía sau. Vậy hả? Quay em đứng đây nè. Để Đức quay kìa. Nè. Rồi nhét đi chú Đức. Trời ơi, bà Nam nó chậm kìa. Rồi ra đi. Nay đóng cửa sớm nha mọi người. Gặp toàn chuyện buồn không à. Trời ơi, con nhỏ này chú thích nữa. Nè, lấy ra mẹ lấy tóc ra. Nam mới gọi đâu. Trời, Xuân nó điệu lắm mọi người ơi. Cái váy đó nói là cho em Nam mà cuối cùng nó cũng lấy nó bận hà. Nó rình rình lấy nó bận hà, gỡ tóc với lực cài ra. Khoái bận váy lắm, đi ngủ kia bận quần bận áo đi cho thoải mái mà cô không chịu nữa. Ở đây. Gỡ đồng hồ ra ngủ tập quen, gỡ thói đồng hồ ra. Chúc cô chú ngủ ngon ơi. Chúc các cô chú các anh chị ngủ ngon. Nè. Chúc cô chú. Chúc cô chú. Các. Các anh. Chị. Chị. Ngủ. Ngủ. Ngủ gì? Ngủ ngon. Ừ. Bye bye. Bye bye. Mẹ đi tắm đây. Dịnh dịnh cho chắc nha, té cái đắp đầu á. Đây nó xuống dưới đây có gì rõ không? Rồi giơ lên. Giơ tay lên, giơ tay lên. Giơ tay với cái chân nè. Rồi rồi chạy chạy rồi. Quay lại đi. Ừ. Rồi vô. Rồi.